Sau đây thì mình xin kể với mọi người câu chuyện cổ tích giữa đôi bạn Vic và Vinh. Thì đây là đôi bạn thanh Vic và Vinh. Một ngày đẹp trời, hai anh em rủ nhau xuống. Người thì bách cào cào, người thì đi lội, đi bách tôm, bắt tép. Sở thích của Vic là đi bách tôm và hái chuối. Một hôm, hai đôi bạn quyết định là chơi với nhau đến chiều mới về luôn. Chơi rất là lâu. Sau một thời gian thì đôi bạn Phúc Vinh và Vic lại không chơi với nhau nữa. Vic quyết định đi bắt cá, nhưng Phúc Vinh thì lại muốn bắt cào cào. Hai đứa mâu thuẫn, dẫn đến Vinh tức quá, chui vào góc này, đào rễ luôn. Vinh bắt được một cục kích chó to. Còn Vic thì đang đi bắt bướm. Vic bị con bướm bay vào người. Cái gì đấy? Con bướm này nó cứ đòi cắn Vic thôi. Nó bay vào đít Vic, nó dí theo Vic nè. Con bướm này rất là nguy hiểm nha. Gọi là bướm ăn thịt đó. Nếu gì hai đôi bạn chơi rất thân với nhau, hôm nay mới gặp lại. Con Mập muốn bắt con rắn ở đây này. Nó vẫn thích cái này nè. Thôi đi, chúng ta đi thôi. Để Mập nó đi mình vậy. Mập nó đang bận bắt dế. Cái này là hướng đường tắt nè. Đi thử đi. Con có ý. Chạy Mập đi. Bye bye Mập nha. Bye bye Mập nha. Thì nó bắt cái gì đó. Ok, đi rồi. Ok, ok, đi rồi. Hey, đây là em bé nha. Em bé giống chị Hiền thật sự ấy. Cứ thấy cứt ở đâu là bay tới vô liền. Về đi em bé ơi. Ba, ba mẹ tới kìa. Nhanh lên. Về nhanh lên, cầm cây rồi.